tư duy đầu tiên cho bạn gia tăng những cái tài chính, đó là người thành công thì họ biết đón nhận, còn người không thành công thì họ không biết đón nhận. Người thành công thì họ rất giỏi đón nhận, khi họ có những cái cơ hội xuất hiện ngay trước mặt, khi có những cái dòng tiền quay xung quanh bạn, liệu bạn có biết đón nhận không? Đa số mọi người không biết đón nhận, không phải là họ không thích mà là họ không xứng đáng với số tiền đó. Chúng ta cứ được dạy là cho đi, nhưng có cho đi phải biết đón nhận, có nhận thì mới có cho thì mới có nhận, có người cho thì phải có người nhận. Và trong cái vũ trụ này thì nó có một cái quy luật, đó gọi là một cái quy luật cân bằng. Bao nhiêu các anh chị đã cho đi rất nhiều nhưng mà mình vẫn không có hạnh phúc đâu ạ. Vì đó là bạn bị mất cân bằng rồi. Vì có cho thì phải có nhận, chỉ có thánh nhân mới có cho mà không muốn nhận lại thôi. Vì thánh nhân không phải là người bình thường, còn chúng ta là người bình thường. Chúng ta sống trong một cái xã hội cộng sinh, thay vì chúng ta sống đơn lẻ thì chúng ta hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Hãy nói là tôi xứng đáng có được một cuộc sống thịnh vượng, tôi xứng đáng có một cuộc sống tự do, tôi xứng đáng có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công và giàu có. Tôi sẵn sàng đón nhận những cơ hội tuyệt vời này và may mắn đến với tôi. Và nếu như tất cả những người ngoài kia có những điều tuyệt vời nhất mà họ không biết đón nhận thì hãy đem hết đến đây cho tôi. Tôi sẵn sàng, tôi mở lòng đón nhận tất cả những điều tuyệt vời này. Và các bạn hãy đón xem tiếp cái tư duy thứ hai nha.